Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì chúng ta đang học ở cái quyển sách tập 2 của bộ Cánh Diều, cũng như là chương cuối cùng. Ta được học về tam giác, cũng rất là nhiều bài em, tới 13 bài và một bài ôn tập chương nữa là xong ha. Như vậy thì thầy đã quay xong cho em tới cái bài số 6, tiết 1, đó chính là trường hợp thứ ba, bằng nhau thứ ba của tam giác, đó chính là góc cạnh góc. Như vậy thầy nhắc lại các trường hợp bằng nhau này, đó chính là trường hợp thứ nhất là gì? Cạnh 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 ha. Trong trường hợp này thì ở phần tam giác vuông á, thuận tí tam giác vuông thầy nói sau. Trường hợp thứ hai đó chính là cạnh góc cạnh, nhớ góc ở đây phải là góc xen giữa của hai cạnh. Và trường hợp thứ ba đó chính là góc cạnh góc, cạnh này phải là cạnh xen giữa của hai góc, nhớ không thầy? Như vậy hai góc đó người ta gọi là hai góc kề của một cạnh ha. Còn các trường hợp của tam giác vuông đó chính là cạnh huyền cạnh góc vuông, cạnh huyền góc nhọn. Hai trường hợp đó rất rất là hay gặp, đặc biệt là trường hợp cạnh huyền góc nhọn em nha. Ta hết sức lưu ý cho thầy. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần bài tập. Ở trong đây có 6 bài, chắc có lẽ thầy sẽ làm cho các em trong vòng 2 clip. Mỗi clip cho các em là 3 bài nha. Nhưng mà quay hết 6 bài thì nó lâu lắm em. Dài. Dài chúng ta xem rất là chán. Đúng không? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 1. Cho hai tam giác ABC và A'B'C' thỏa mãn này. AB thì bằng A'B'. Góc A bằng góc A phẩy, góc C bằng góc C phẩy. Người ta hỏi các em là hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy có bằng nhau hay không, vì sao? Đấy. Như vậy thì bây giờ này, thầy sẽ vẽ ra. Thầy sẽ vẽ ra để cho các em thấy nha. Vẽ ra rồi ký hiệu là chúng ta sẽ thấy ngay. Nó lâu là lâu cái đoạn vẽ hình này các em này, nhưng mà bây giờ thầy sẽ làm như thế này thì nói chung nó sẽ hiệu quả hơn là cái việc mà thầy đưa đáp án ra sẵn các kiểu thì nó sẽ không hiệu quả ha. Rồi chúng ta cùng sẽ vẽ thầy cái hình ra. Ở đây em ta ký hiệu là gì nè, ABC đúng không? Đây là A phẩy, B phẩy và đây là C phẩy, được chưa? Như vậy thì ở đây người ta cho cái gì? Cạnh AB bằng cạnh A phẩy B phẩy. Rồi chúng ta ký hiệu bằng nhau thì đây màu gạch, ở đây màu gạch. Góc A bằng góc A phẩy, đây góc A này bằng góc A phẩy này, đó. Góc C ở đây hai gạch thì chỗ này cũng sẽ hai gạch để ký hiệu là nó giống nhau thì nó sẽ bằng nhau. Người ta hỏi là hai tam giác này bằng nhau hay không? Nghe. Thầy đố các em nó có bằng nhau không? Nếu như á, mà các em nhìn như thế này này, các em nhìn này. Nếu mà cạnh góc cạnh góc ấy thì cạnh nó phải là gì? Là cạnh xen giữa. Cạnh xen giữa của hai góc. Nhưng mà nếu ở trên trường hợp này thì chúng ta kết luận là không bằng nhau. Nhưng mà chúng ta vội kết luận như vậy là các em đã sai. Chúng ta cũng có lý do chúng ta là sẽ kết luận hai tam giác này không bằng nhau, tại vì cạnh AB này không phải là cạnh xen giữa của cái hai góc A AC ở đây. Nghĩa là cạnh xen giữa đây phải là cạnh nếu đề bài này á, mà người ta cho AC bằng A phẩy C phẩy thì coi như cái bài này không có gì để nói nữa rồi. Có đúng không? Nghĩa là người ta nhìn vô là người ta thì thấy là nó sẽ bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Nhưng ở đây khổ nó là người ta lại cho AB bằng A phẩy B phẩy. Nhưng mà theo các em thì nó có bằng nhau hay không? Có bằng nhau. Tại vì sao? Nghe thầy giải thích này. Tại vì nếu như ở đây chúng ta chứng minh được góc B, góc B ở đây mà bằng góc B phẩy, nghĩa là góc B bằng góc B phẩy thì coi như tam giác, hai tam giác này sẽ bằng nhau. Tại sao hai góc này bằng nhau nào? Tại vì ở đây chúng ta tính ra được góc B không? Được. Góc B này sẽ bằng 180 độ trừ cho góc A và trừ cho góc C ở đây. Góc B phẩy ở đây cũng là bằng 180 độ trừ cho góc A phẩy và trừ góc C phẩy. Trong khi đó góc A bằng góc A phẩy, góc C bằng góc C phẩy thì chứng tỏ góc B này sẽ bằng góc B phẩy. Em hiểu không? Hiểu chưa? Đấy, chúng ta có này. Ta có. Ở đây chúng ta tính góc B sẽ bằng 180 độ trừ cho góc A và trừ cho góc C. Góc B phẩy sẽ bằng 180 độ trừ cho góc A phẩy và trừ cho góc C phẩy. Mà góc A thì bằng góc A phẩy, C thì bằng góc C phẩy. Nên từ đây chúng ta thấy 180 bằng 180 này, hai góc này bằng nhau, hai góc này bằng nhau. Từ đó chúng ta suy ra ở đây góc B phẩy em nha. Suy ra góc B sẽ bằng góc B phẩy. Đó, đúng không?
Như vậy khi đó chúng ta xét tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy có cái gì? Có phải chúng ta có góc A bằng góc A phẩy, đúng không? Cạnh AB bằng cạnh A phẩy B phẩy, góc B bằng góc B phẩy, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta có thể kết luận ở đây là vậy, tam giác ABC sẽ bằng với tam giác A phẩy B phẩy và C phẩy theo trường hợp là góc cạnh góc. Ok, hiểu chưa? Thế đó. Ok, các em hiểu, đã hiểu ý và hiểu cái bài này, người ta mục đích người ta đưa ra để là gì chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở bài số 2 nha. Bài số 2. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở bài số 2 nha. Bài số 2, ở đây người ta yêu cầu như này. Cho hình 6-15 có hai cạnh này bằng nhau, hai góc này bằng nhau, đúng không? Chứng minh OA bằng OB, OM bằng ON. Thì bây giờ này, thì để chứng minh bằng nhau thì chắc chắn ta phải xét tam giác, chắc chắn một điều như vậy, đúng không? Các em thấy này, cạnh AM, cạnh AM thì bằng cạnh BN, góc A thì bằng góc O. Các em nhìn này, cái góc này này, đây, góc này bị góc N, đây là hai góc ở vị trí gì đây em? Đây chính là hai góc, tại vì góc A bằng góc B ở đây, mà hai góc này ở vị trí sao lên trong thì chứng tỏ AM này sẽ song song với BN. Chúng ta phải chứng minh hai này song song trước nhá. Hai này song song thì từ đó chúng ta suy ra góc M này sẽ bằng góc N cũng ở vị trí gì? Sao lên trong. Nên khi đó chúng ta xét hai tam giác này, xét hai tam giác này có gì? Có góc A bằng góc B, AM bằng BN và góc M thì bằng góc N. Từ đó chúng ta suy ra hai tam giác này sẽ bằng nhau. Hai tam giác này bằng nhau thì từ đó chúng ta suy ra OA sẽ bằng OB, OM sẽ bằng ON. Xong, vậy thôi. Các em hiểu chưa? Hiểu cái bài để làm như thế nào? Như vậy bước đầu tiên chúng ta phải chứng minh AM song song với BN trước cái đã. Các em hiểu không? Cho chúng ta chưa xét hai tam giác đó nha các em nha. Ta có góc A ấy, thì bằng góc B. Đây là cái em ghi này là ở vị trí so lê trong này, so lê trong này, so lê trong đúng không? Góc A bằng góc B vị trí so lê trong này. Nên từ đây chúng ta suy ra AM sẽ song song với BN. Chúng ta phải chứng minh hai này song song cái đã. Ok. Mà khi nó song song thì từ đây chúng ta suy ra góc M sẽ bằng góc N cũng ở vị trí so lê trong. Rồi, bây giờ chúng ta mới xét này. Xét tam giác AOM và tam giác chúng ta phải viết tương ứng nhé. A đây thì tương ứng với B, O thì O, còn M phải tương ứng với N. Như vậy thì đây sẽ là BON. Có cái gì? Có góc A thì bằng góc B, AM thì bằng BN, góc M thì bằng góc N, đúng không? Đó. Do đó cái tam giác AOM sẽ bằng với tam giác BON theo trường hợp là góc cạnh góc. Từ đó chúng ta sẽ suy ra cạnh OA thì bằng gì? OB. Cái đúng nào? OM thì bằng ON. Ở đây chúng ta mở đơn ra hai cạnh tương ứng. Xong. Xong bài số 2 đó. Như đó. Ok. Chúng ta sẽ đi sang ở bài số 3 các em nhé. Bài số 3. Tây sang câu số 3. Cho hình 66 có góc N bằng góc B bằng 90 độ, nghĩa là hai góc này hai góc vuông này. Nhớ khi mà người ta cho tam giác vuông ấy, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới các trường hợp của tam giác vuông em nha. Góc BMQ, BMQ là góc này này, sẽ bằng góc NQM là góc này. Chứng minh MN bằng QB. Đâu rồi?
MN thì bằng QB, MB thì bằng MNQ, QN. Thì nói tóm lại khi mà chứng minh cái cặp cạnh bằng nhau hay cặp góc bằng nhau thì chắc chắn là phải xét tam giác. Các em hiểu nè. Quan trọng là chúng ta sẽ nhìn ra cái tam giác nào để các em xét ấy. Cái đó mới là cái cực kỳ quan trọng. Thì chắc chắn nhìn vô thì chúng ta sẽ thấy là gì? Hai tam giác nó hiện lên trước mặt ta rất là rõ ràng, đó chính là MNQ. Thấy không? Thấy MNQ không? Quy lại là gì các em? Nếu mà ta đọc MNQ thì bên đây tương ứng nó sẽ là gì? QBM. Các em thấy hai tam giác này giống giống hai cái bánh ú này. Đúng không? Nó có gì các em? Ở đây á, chúng ta thấy có cạnh MQ là chung này. Hai tam giác là có cạnh MQ chung. Đúng không? Đấy. Trong khi đó cái góc M thì bằng góc Q, thì theo giả thiết người ta đã cho rồi. Đúng chưa? Đấy. Như vậy thì góc M thì bằng góc Q. Rồi chúng ta có cái gì nữa các em? Mới có hai yếu tố à, mới cạnh M là cạnh chung đúng không? Đúng chưa? Cái góc BMQ bằng góc NQM. Thầy đố các em tìm được cái góc nào nữa bằng nhau nè. Thầy đố các em ạ. Đó chính là cái góc nào các em? Có thấy không? Ừ. Đó chính là hai góc này nè các em ơi. Các em nhìn nha, nhìn phải cái này phải hình dung này, nhìn cái tam giác này, thầy đánh dấu này. Đó, thấy không? Thấy không nhá, có góc này. Có góc này và góc Q. Chứng tỏ chúng ta phải chứng minh cái góc Q ở đây nữa này. Nó sẽ bằng góc M tổng ở đây này. Góc M đây này, chứng minh hai góc này bằng nhau này. Các em có hiểu không nhỉ? Hiểu không? Nghĩa là cái góc nhỏ này sẽ bằng góc nhỏ này rồi. Đúng chưa? Và cái góc lớn ở này sẽ bằng góc lớn này, thì hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Tại sao bây giờ hai góc lớn này bằng nhau này? Em nhìn này. Em hãy nhìn cho kỹ nhá. Chúng ta có này, góc này thì bằng góc này. Góc này thì bằng góc này, thì chứng tỏ hai góc này bằng nhau, tại vì tổng số đo của nó trong tam giác là bằng 180 độ. Thì chứng tỏ bây giờ chúng ta phải chứng minh hai cái góc này, thầy đánh dấu này. Nó phải bằng nhau cái đã. Nha, bây giờ ta có này. Ta có này. Trong cái tam giác ở đây thầy sẽ ghi lần lượt nha. Trong bây giờ thầy sẽ làm cái tam giác này đó là BMQ chứ nha. Trong tam giác BMQ. Cái này phải nhìn cho ra chứ không bị loạn em. Nhìn rất là dễ hoa mắt này, đây nhìn này. Thì góc BQM. BQM có phải bằng 180 độ trừ cho gì? Trừ cho góc B. Trừ cho góc B này và trừ cho góc M ở đây. Đúng chưa? Trừ góc M ở đây này. Đó. Còn trong cái tam giác hồi nãy chúng ta làm tam giác rồi đúng không? Bây giờ trong tam giác NMQ này. Có này. Bây giờ cái góc M ở đây nghĩa là góc NMQ á. NMQ có phải bằng 180 độ trừ ở đây góc N và trừ đây cho góc Q. Mà trong khi đó góc B á thì bằng góc N bằng 90 độ. Có đúng không? Có đúng chưa? Và góc M thì bằng góc Q. Góc M thì bằng góc Q. Theo giả thiết. Được chưa? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái góc BQM sẽ bằng góc NMQ. Đó. Được chưa nào? Khi đó chúng ta mới xét hai tam giác đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xét hai tam giác này. NMQ. Xét tam giác NMQ thì bên này tương ứng nó sẽ là NMQ, thì khi đó sẽ là BQM ha. BQM có cái này phải ghi tương ứng chứ không là nó sai anh em nha. Đây này. Tiếp tục này. Có gì nè. Có góc M ở đây này sẽ bằng góc Q nhỏ đây này. Thấy cái góc nhỏ này không? Nghĩa là cái góc BMQ. BMQ. Đây. Chúng ta nên ghi bên kia trước chứ. NQM chứ. NQM sẽ bằng BMQ.
cái này là giả thiết này, như trên đề bài cho sẵn rồi đó. Đây là giả thiết này, MQ là cạnh chung, đúng chưa? Và cái góc ở trên đây chúng ta vừa mới chứng minh này, đó chính là góc N MQ sẽ bằng cái góc BQ M. Ở đây các em ghi là chứng minh trên, cái này là chứng minh trên. Do đó cái tam giác NMQ sẽ bằng với tam giác BQM theo trường hợp là góc cạnh góc, hiểu chưa? Vậy chúng ta có thể kết luận là cái cặp cạnh tương ứng này MN, MN thì bằng QB này, đúng không? Với lại là MB thì bằng QN. Đây, MB thì bằng QN. Đây là game game thầy là hai cạnh tương ứng. Chào. Hiểu chưa? Đó, ta phải nhìn ra ra ở chỗ đó nha. Bài này cũng tương tương đối hơi khó một xíu cái chỗ mà nhìn hình đó. Các bạn nhớ theo trường hợp, đây chữ M các em nhé, đây chữ M nha. Nói khó thì cũng không khó lắm, mà dễ thì cũng không dễ lắm. Nghĩa là bắt đầu nó hơi khó lên, dần lên đó các em. Nên ta đừng để bị mất gốc là được. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip sau thì sẽ quay cho các em bài 4, bài 5 và bài số 6 cho các em trong clip tiết 3. Chúc em học tốt, bye bye nha. Ok, nhớ chia sẻ clip ủng hộ thầy, like, comment tích cực nha. Ok. Rồi, xin chào các em ủng hộ cái kênh.